Mạnh Thắng xin mời mẹ Nguyễn Thị Trọng cùng trở về để cùng chào đón các con và mọi người khúc cho hai con. Và đây có là hai người lớn tuổi nhất trong gia đình, hai người quý trọng nhất của gia đình chúng ta, đã được yêu các bà các bác quản trưởng chuyển giao lại công tác chăm lo các con. Và hai bác quản trưởng ngày nay đã hoàn thành trách nhiệm sẽ dành hạnh phúc cho hai con trẻ để truyền lại cho bố mẹ. Và cô tôi có thể đứng vào giữa điện. Mẹ đi bên này ạ, mẹ lên bên này cho nó rộng. Dạ vâng, xin mời mẹ về phía con dâu của mẹ. Vâng ạ, kính thưa quý vị, có các bà thân mến, ngày hôm nay đây trở về với mẹ ơi, sang phía con dâu của mẹ đi ạ. Con dâu cũng là con gái của mẹ rồi đấy ạ. Kính thưa quý vị khách quý, dâu hiện là gái, dì hiện là trai. Và ngày hôm nay cô dâu Thủy Linh trở về đây làm dâu con của gia đình, làm con của bố mẹ. Và cũng như để nói lên rằng từ ngày hôm nay em sẽ phải gánh nặng trọng trách chăm lo vui vẻ hạnh phúc cho bố mẹ và phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. Và bây giờ đây, để đáp lại cái tình cảm yêu thương đó, xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng dành tặng đến cho hạnh phúc trăm năm của đôi bạn và hạnh phúc ngọt ngào giờ phút này của bố mẹ, chú rể, cô dâu bằng một tràng pháo tay thật lớn để chúc họ mạnh khỏe và hạnh phúc. Để quý vị vỗ tay đi ạ. Xin cảm ơn. Và bây giờ bố ơi hãy đứng gần với con trai đi ạ. Cô dâu hãy để bó hoa của mình xuống và cô dâu nâng một ly rượu đi. Chú rể cũng nâng một ly rượu. Chú rể quên lại, chú rể mời bố đi em. Cô dâu sẽ mời mẹ. Đây là ly rượu báo ơn đầu tiên của các con đã và đang, vâng ạ, đã và đang cho các con khôn lớn trưởng thành. Và cả nhà thương nhau thì bố mẹ cùng ly với các con ở đây ạ. Cả bốn người cùng ly với nhau đi ạ. Đó, cả nhà thương nhau xin được chúc sức khỏe bố mẹ. Và xin mời tất cả quý vị cùng như các bạn trẻ ta cùng hãy cùng lấy trà nồng của gia đình để thay rượu hồng của cô dâu chú rể để nâng ly với chúng tôi. Hai bạn sẽ quay lại với nhau đi cô dâu chú rể ơi. Em quay lại, em đan tay nhau, hai em sẽ đan tay nhau. Và bố mẹ ơi hãy hướng mắt về với sân khấu và mời tất cả khán phòng cùng nâng ly đi ạ. Quý vị ơi nâng ly với gia đình của tôi đi quý vị. Nào, 1, 2, 3. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn một lần nữa, cảm ơn bố, đây là cảm ơn bố mẹ. Và bố mẹ lắng lại với các con một chút. Nhạc đang thăng hoa, đang gắn kết. Mẹ ơi đứng gần với con dâu của mẹ một chút nữa đi ạ. Để cho con được cảm nhận sự ấm áp của bố mẹ. Từ lúc các con còn trẻ còn thơ đến giờ phút này con đã khôn lớn rồi, nhưng mà chưa một lần các con nói lời cảm ơn với bố mẹ. Bây giờ thể hiện cho con những hạnh phúc đó. Xin mời Thùy Linh em quay lại ôm mẹ cái nào. Xin mời chú rể Đình Nhàn em quay lại bố cái đi để nói lời cảm ơn bố mẹ một lần. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bố mẹ và chúc cho bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn làm tấm gương sáng để cho hai con trẻ được noi theo. Xin trân trọng cảm ơn bố mẹ. Và xin mời bố mẹ tiếp tục di chuyển trở về để tiếp đón những vị quan khách bậc thông gia. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, để chúc một hạnh phúc cho hai con ngày hôm nay, bố mẹ đã nhường lại hết tất cả những trọng trách quý báu hơn nữa cho các con của mình, đó là những anh chị em của gia đình. Và bây giờ trân trọng kính mời gia đình chị cả, gia đình anh Minh, chị Thành sẽ bước sân khấu để trao món quà đến cho hai em để thay cho bố mẹ, để nói lên rằng anh chị cả có thể thay mặt mẹ cha để lên trao nhẫn tặng quà cho hai em. Và lúc này trân trọng kính mời gia đình anh chị Minh Thành, anh Minh và chị Thành xin tập vào kính mời anh chị, gia đình anh chị Minh Thành của chúng mình có đi ạ. Và tiếp theo nữa đó là gia đình anh Thương, chị Dung cùng trở về với trung tâm môi trường ngay lúc này. Vì điều kiện là chị nhờ dâu đi công tác xa nên có gửi một món quà cho hai em. Và tiếp theo đó là gia đình anh Trình và chị Phương đã cùng nhau đồng hành trở về sân khấu này để cùng sum họp với nhau. Bởi vì anh em mới chén nước đầy, gà của mẹ thân hoài lấy nhau, anh em đưa thể tay chân, rách đành thì đùm bọc dở hay đỡ đần. Từ những lúc tuổi còn thơ đến giờ phút này chúng ta đã khôn lớn rồi. Gia đình nhà anh Minh, chị Thành, gia đình anh Thương, chị Dung, nhưng vì chị Dung đi công tác xa nhà, chị cũng có một món quà gửi tặng đến cho hai em ngày hôm nay. Và cũng như gia đình anh Trình, chị Phương cùng có mặt tại gia đình để tất cả sum họp với nhau. Hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tử hải giao tình, tuy rằng mối vẻ nhưng trong một nhà. Giờ phút này chúng ta đã về bên nhau. Anh ơi đứng gần với các em đi ạ. Để lưu lại một tấm hình thật là đẹp, một kỷ niệm thật là sâu sắc. Và kỷ niệm đó
sẽ là món quà mà hai em sẽ mang đến cả cuộc đời để làm hành trình cho em được vững bước để bước vào cuộc đời, bước vào tương lai sáng tươi hơn. Xin cảm ơn gia đình anh chị Minh Thành rất nhiều. Xin cảm ơn gia đình anh chị Hương Dung. Xin mời. Xin cảm ơn nhiều anh ra. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc và đại thích nhiều thành công. Luôn luôn là những anh chị em tốt của các em. Xin cảm ơn anh chị. Và tiếp theo là phần quà của gia đình anh Thương chị Dung cùng với gia đình anh Trình chị Phương. Xin cảm ơn gia đình các chị rất nhiều. Những tình cảm đó các em luôn trân quý và nó rất là những kỷ niệm để các em mang theo đến mãi mãi, để mỗi khi Tết đến xuân về chúng ta sum họp với nhau để ôn lại những kỷ niệm đó. Những tuổi thơ cũng có một chút giận hờn vu vơ bởi vì đó là tuổi thơ dữ dội, nhưng mà bây giờ chúng ta đã khôn lớn rồi, đã luôn luôn yêu thương nhau và thấy nhau tất cả những gì trên cuộc đời này chúng ta đã có. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh chị. Chúc gia đình anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn gặt hái thành công trong công việc. Và xin mời tất cả gia đình Huỳnh Đạt Trai, còn ai có phần quà lưu trang trao tặng với cô Tâm nữa không ạ? Và còn phía gia đình họ gái, nếu như có thì xin mời quý vị chúng ta cùng mạnh dạn bước về sân khấu để trao yêu thương đến cho đôi bạn trẻ. Xin mời. Nếu như chương trình này được chờ đợi thì xin mời cô Tâm với thầy ta cùng ngồi xuống bàn hoa một chút cho đỡ mỏi chân chỗ này nha. Tuy mỏi nhưng mà